Sau đây, xin mời ông Nghiêm Ngọc Nam, đại diện của M Legend tại miền Bắc, sẽ chia sẻ một vài cảm nhận của mình về buổi triển lãm. Tôi rất vui và vinh dự là đại diện của thương hiệu M Vision, đèn pin tăng sáng quốc dân, có mặt tại sự kiện triển lãm ngày hôm nay. Là đại diện của thương hiệu, tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý trong thời buổi kinh tế khó khăn, với giá trị bỏ ra không cao, nhưng chất lượng không hề thua kém so với những sản phẩm có mặt lâu năm trên thị trường. Đặc biệt trong sự kiện lần này, M Vision cho ra mắt phiên bản Plus, sử dụng cho các dòng xe có điện áp từ 12 đến 24V. Tôi rất kỳ vọng vào các sản phẩm lần này sẽ mang lại chất lượng cao và cũng như sự tin tưởng của các đại lý và người tiêu dùng. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc cho sự kiện thành công tốt đẹp. Vâng, chúc cho M Legend luôn thành công rực rỡ.